hiểm lắm cô bác anh em chứ đọc. Tại vì lúc đó coi như là Đức Thầy mới nói với ông Hương Hào Thủy, nói này ông Hương Hào, trong thời gian tôi vắng mặt, ông nên biết á, là sau này cái tà đạo nó mạnh lắm nghe ông. Cái Hương Hào mới nói dạ thưa thầy, mà nếu như thầy nói là tà đạo nó mạnh như vậy đó, thì bây giờ tín đồ phải theo hết nó sao thầy? Cái thầy bắt đầu mới lấy tay dừng lại. Đức Thầy nói không sao đâu ông, bây giờ tôi nói cho ông biết, mặc dù nó mạnh như vậy, nhưng mà đối với cái người tu chân thật rồi đó, là không bao giờ ai mà quyến dụ được. Thì ông Ngân Hào mới hỏi dạ thưa thầy, sao thầy không để lại cái tín hiệu gì cho tất cả các con biết về tín đồ biết, đặng mà có những cái tín hiệu đó đặng mà ta theo, đặng mà đừng có làm lãng với ta. Cái Hương Hào mới trả lời nó, tôi nói cho ông biết nghe, tôi mà để lại một cái tín hiệu nào tôi có thì bây giờ tà đạo nó cũng có giống như tôi, giống hết. Cái Đức Thầy nói, ông Hương Hào nói dạ thưa thầy, vậy bây giờ nếu mà thầy để lại cái tín hiệu nào thầy có thì bây giờ cái tà nó cũng có, vậy bây giờ làm sao phân biệt được coi như là tà chánh thầy? Rồi giờ thầy coi như là có thần thông pháp thuật mà thầy sao mà trong khi đó không tiêu diệt nó hết đi, đặng cho nó đừng coi như là nó lộng hành để mà chánh đạo Đức Thầy được phổ biến. Cái Đức Thầy mới trả lời nói cùng với ông Hương Hào, nói tôi nói cho ông biết nghe, nhờ tà đạo nó mạnh như vậy mới biết được cái đạo của tôi, người nào trung kiên, người nào hết lòng đối với tôi. Thì thống nhất về thành phần giải đáp nghi vấn, vị đề tài đầu tiên bắt nhịp cầu do đồng đạo mà Úc Đèo trực tiếp đến để hỏi cho nó có cái phần khỏi cần quấn cội. Hỏi chúng tôi một câu, có nghe đồng đạo nói là làm phước hết phước xuống địa ngục, mà không làm phước có tiền bọn sẽ không phước rồi đi về đâu? Chúng tôi giải cho anh em đạo nghe chung. Quý vị ủng hộ cho giáo chủ Trần Thất Hai bên trên quý vị. Đây là hỏi ý, chỉ hỏi ý thôi chứ không có hỏi qua cái câu giảng của Đức Thầy. Đồng đạo hỏi cái ý nêu lên á, thì cũng không là không có ngoài trong giáo lý của tổ thầy yêu kính. Cho nên đồng đạo mới hỏi qua cái ý là làm phước mà hết phước thì đi xuống địa ngục. Còn những người không làm phước mà bỏng sẻn, những người này nữa sau khi chết đi về đâu? Cô bác anh em chưa đồng đạo, cái chỗ này hỏi cũng ngạc, hỏi qua cái ý này coi như là cũng rất là tâm đắc đối với đồng đạo của chúng ta. Cô bác anh em chưa đồng đạo, thôi thì đồng đạo hỏi lên thì chúng tôi cũng nương vào trong cái nội dung và cái câu hỏi của đồng đạo, rồi chúng tôi cũng nêu lên đây và đặt lên một vấn đề ở trong cái câu giảng của Đức Thầy, rồi chúng tôi trình bày cùng với quý vị nha. Đức Thầy nó muốn cho trắng đặng quá cù, xả thân làm phước, diêm phù vượt qua. Thì nhất chỗ nào Đức Thầy cũng bảo chúng ta làm phước với cái hạnh tu của Đức Thầy giải cho tất cả các vị đệ tử và tín đồ Phật giáo hòa hảo. Thì người tín đồ Phật giáo hòa hảo nhất định hãy ai tu là phải làm phước mới được. Bởi vì Đức Thầy cho chúng ta biết đó là trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đa phước thì lên. Là người tu hành đa phước thì lên, là người có phước mới được. Rồi chỗ khác Đức Thầy nó khuyên người hữu phước giàu sang, ráng lo làm phước, làm doan mới là. Đến lâm cảnh khổ có ta, giới định Phật bà, cứu vớt dùng cho. Đó, vậy thì bây giờ ở nơi đây qua cái đoạn này đồng đạo mới hỏi vậy chứ bây giờ nếu như người tu phước mà hết phước xa xuống địa ngục, rồi ngược lại người không làm phước
mà rít rống bỏng xẻn sang lẫn. Vào giờ này sau khi chết đi về đâu quá các em chưa đồng đạo. Thôi thì bây giờ giải qua coi như là cái mục đầu. Bây giờ cái mục đầu đồng đạo mới nêu lên, nói là cái người làm phước sau khi hết phước xa xuống địa ngục. Và có đồng đạo nói như trên. Thưa chư quý vị, vậy thì bây giờ quý vị mình thử nghĩ, nếu như chúng ta làm phước, điển hình là những người nào mà tạo phước hàng ngày đó, quý vị cứ cho đi, cứ cho ra ngoài mới nữa, có nghèo đấy không, tôi chịu cho. Thật sự ra cũng như mà cái tay của mình mà lỡ đứt ngang gì đó, thấy không, là nó khuyết một cái lỗ thịt, mà tới chừng nó lần là nó dung thịt lên luôn, chứ không phải là nó mất thịt đâu mà sợ. Mình làm phước, càng làm phước càng nhiều, càng làm phước càng nhiều, càng giàu thêm. Quý vị mình thấy có những tay làm phước bây giờ đó, có ai nghèo không? Có ai nghèo? Không bao giờ nghèo. Mặc dù là cho ra nhưng mà không nghèo, cho thấy mất nhưng không có mất, giữ tưởng còn nhưng thật không còn, củ tiêu mòn phước đức chẳng mòn, sự còn mất cho lòng chọn lựa. Con cái làm phước mà hết là gì đó, tôi làm mà cầu danh, tôi làm mà tôi bố thí đặng rồi tôi lấy cái tiếng khen đưa ra coi như là tay mặt, bắt đầu mình lấy lại cái tay trái đưa ra coi như là 5 triệu, bắt đầu mình lấy lại cái tay trái tất nhiên là lấy lại một cái danh bình kỳ như vậy thì cái này hết, tại vì đưa ra như là đổi chọn thôi, chứ đâu phải trong khi đó là mình làm phước thật tình, phải không? Nếu như chúng ta làm phước thật tình, đó là hữu phước mạc hưởng tận, phước tận thân bằng cùng, là có phước đừng nên hưởng hết, mà nếu hưởng hết tất nhiên là cái thân mình bằng cùng. Vì vậy ví dụ như bây giờ có nhiều người ta làm ruộng 10 công, ví dụ như ông Đẹo, cái người ta làm ruộng được 10 công rồi đó, bắt đầu làm thêm, có thể qua năm ta mua thêm 2 công nữa, có thể qua năm nữa ta mua thêm 2 công nữa, càng ngày ta mua thêm, có khi nào mà mình ruộng 10 công bắt đầu bán bớt 2 công còn 8 công không? Đâu có phải không? Mà cái dạng mà làm ruộng 10 công mà bán bớt 2 công, bán bớt lần, thế cái dạng này nghèo là thiệt à? Hả? Tại vì làm không đúng cách, chứ có gì đâu. Nhất nước nhì phân tam cần tứ giống, phải không? Làm ruộng là phải đúng theo cái tiêu chuẩn đó. Mà làm ruộng mà vừa làm ruộng vừa ăn chơi, phải không? Cho nên bây giờ vừa làm ruộng có 10 công vô dí bộ rồi, bắt đầu nó không khỏe hòe hòe rồi, bây giờ tôi có lúa bộ tôi ăn chơi. Thì bây giờ lúa bộ nó hết rồi, tất nhiên là nó nghèo phải bán đất chứ sao? Đúng không? Ừ. Còn mình làm ruộng 10 công bắt đầu, trong khi nó vừa coi như là dí bộ xong bắt đầu chuẩn bị xạ được, thấy không? Rồi làm nữa thì bây giờ càng làm càng giàu, chứ làm gì mà nghèo, làm gì mà đi xuống, phải không? Không bao giờ đi xuống, làm tức là phải đi lên thôi chứ không bao giờ đi xuống, nếu mà biết cách làm. Mà còn làm ở kiểu mà đi xuống nữa hen, cái kiểu này làm không biết cách, không biết cách cho nên nó mới đi xuống. Thưa chư quý vị, vậy thì bây giờ Đức Thầy đã kêu gọi cái người tu chúng ta muốn được coi như là về bên cõi Phật đó, là cái khâu đầu tiên của người tu chúng ta phải làm phước mới được. Như vậy mà nếu như mà chúng ta có cái phước rồi đó hen, thì bây giờ là cái cõi Phật coi như là gần lắm. Cô bác anh em trong đạo mà Đức Thầy cho chúng ta biết đó là tu cho qua cửa diêm phù, khỏi xa địa ngục, ngao du thiên đài. Mà muốn khỏi xa địa ngục đó là sao? Là phải phước nhiều, tiên cảnh lên đài, còn tội nhiều, xa đọa nhiều ngày thảm thê, hoặc giả là hiền lành, nhắm mắt thấy non tiên liền. Tất nhiên là chúng ta như là tu, có như là làm phước rồi là nhắm mắt, tất nhiên là về cõi trên liền, phải không? Mà khi chúng ta được về trên cõi trên rồi đó hen, là cái nấc thang mình đã đi lên rồi, là nó gần với cái nấc thang con Phật rồi, phải không? Kiếp người là ở giữa chừng thang nè, muốn đi xuống, đi lên được cả. Như vậy ví dụ như bây giờ mình đi coi như là thành phố Hồ Chí Minh, mà bây giờ mình đi lên tới coi như là Long An rồi, thì bây giờ từ Long An lên tới trên Sài Gòn là bao xa nữa đâu, đúng không? Đó là gần kế bên rồi, tất nhiên là chúng ta chỉ đi thêm bước nữa là tới, nghe không? Còn đi tới Long An bắt đầu cái gặp người ta bán coi như là ổi, bán chôm chôm, bán cốc coi như là cà phê nước đá gì, bắt đầu sẵn tiền trong túi mà người ta có tiền rồi, móc ra xài đã đời, bắt đầu có hết tiền thôi, kiểu này là trở về chứ đi đâu nữa giờ, kiểu này không có đi đâu nữa chứ trời. Cho nên bây giờ được có của nhờ lo cặm cụi đắc đạo màu nhờ gạo trần tâm, là mình phải kỳ cỡm, vừa làm phước mình phải kỳ cỡm là giữ gìn của bác anh em trần đạo. Rồi bây giờ qua vế thứ hai, đồng đạo mới hỏi là bây giờ nếu như có người sang lẫn ích kỷ rít rống
không chịu bố thí, không chịu làm phước. Và những người này sau khi lâm chung đi về đâu? Thôi giờ nói cho nó mau đi. Bây giờ ích kỷ sang lẫn thì bây giờ mê đâu thì sanh đó, không xê luân hồi ở tại mê mà có. Bây giờ mình ích kỷ coi như là trong khi đó không bố thí, không giúp đời ta thì bây giờ nó mình giữ của. Mà mình giữ của thì bây giờ sau khi mới đó là phải đầu thai lên coi như là để mà theo của. Chứ có gì đâu. Như vậy thì quý vị mình được biết cái người mà sang lẫn mà ích kỷ kích trống hồi xưa đâu có ai, tất nhiên là ông Đô Đề. Đúng không? Quý vị mình nghe cái chuyện của ông Đô Đề sau khi đó, trong khi đó ông có cái con chó. Cái con chó không phải con chó ông này. Con chó của ông Đô Đề. Cho nên trong khi một hôm Đức Phật vừa đi ngang gì nè, cái con chó đó bắt đầu nó bổng ra, nó sủa, nó hập hực coi như là trong khi đó coi như là nó muốn coi như là coi như là nó sủa là Đức Phật mà hồi xưa gọi là danh từ ông Cồn Đàm. Cái Đức Phật biết được cái con chó này tiền kiếp là sang lặng, là bổn sẻn, là ích kỷ mà phải đầu thai trở thành con chúa, con chó. Cho nên Đức Phật á là mấy cái lá tay coi như là vỗ lên gì nè, vỗ lên cái đầu của con chó mà Đức Phật có thần thông hồn nhiệm. Cho nên Đức Phật mới truyền cái tâm pháp để cho con chó biết được cái kiếp trước của nó. Đức Phật nói này con kiếp trước vì bổn sẻn, vì ích kỷ, vì rít rống là sang lặng như vậy, cho nên con phải đầu thai con chó, con giữ cái đống vàng. Bây giờ đã mang thân con chó rồi mà không chịu coi như là để ăn năn giác ngộ, mà còn coi như là bón sẻn, là còn sủa nữa. Như vậy là kiếp đời biết chừng nào mà thoát đi cái thân con chó. Con chó nó nghe được cái âm phạm của Đức Phật. Đức Phật nói nó mới nghe được. Tại vì trong kinh nó là Đức Phật thiết nhất âm chúng sanh tùy loại các đắc giả. Có nghĩa là Đức Phật thiết lên một cái tiếng âm thanh thì tất cả các loại con nào cũng nghe được hết. Cho nên Đức Phật nói tiếng phạm âm. Vì vậy cho nên con chó nó nghe được. Nó nghe rồi từ đó trở về sau bắt đầu nó chui vô trong cái sàn á. Nó trốn hoài coi như là trong khi nó bỏ ăn, coi như là không có coi như là để mà nó giống như lúc trước nữa. Cái ông Đô Đề ông về. Ông về trong khi nó đem đồ ăn ra, con chó không ăn. Mà kêu đi ra nó cũng không ra. Ông mới hỏi gia đình, hỏi nguyên nhân nào mà con chó nó như vậy. Gia đình mới kể, không biết sao con Cồ Đàm bữa đó ông đi ngang đó con chó sủa. Rồi nói cái gì với con chó đó. Mà con chó bây giờ nó chung vô sàn, nó nằm, nó không chịu ăn uống. Cái ông Đô Đệ nó vậy rồi, vậy là quả rồi, là cái ông mà ông Cồ Đàm này chứ ai. Tại ổng mà con chó tôi bỏ ăn, ông cưng con chó đến đổi là ông đi riết tới như là Tịnh Xá Kỳ Hoàng. Bắt đầu ông đứng ngoài cửa Tịnh Xá Kỳ Hoàng, ông giỏ miệng vô bắt đầu ông la. Ông la này ông Cồ Đàm, tại ông mà con chó tôi bỏ ăn, tại ông mà con chó tôi nó chết. Mà nếu như con chó tôi chết là tôi không nghe với ông, tôi đi kiện ông cho ông biết. Quá cảnh đây với đồng đạo. Cái Đức Phật vừa ở trong coi như là Tịnh Xá Kỳ Hoàng nghe ông nói gì, bắt đầu Đức Phật mới vừa bước ra nó này ông Đô Đề. Ông nên biết cái con chó đó là ai không? Con chó đó là kiếp trước là ông già của ông. Lúc này ông còn nổi xung thiên lên nữa. Nổi xung thiên lên nữa, đã là con chó như vậy mà nói là con già của ông. Bắt đầu cũng mới như là nổi xung thiên lên, ông cự lên một cặp nữa. Nó nói ông là Đô Đề, ông già, ông trưởng giả đó. Mà ông nói coi như là ông đã như vậy mà ông còn mắng tôi nữa hả? Ông tu, ông Cồ Đàm, ông còn mắng tôi nữa hả? Cái Đức Phật nói thôi bây giờ ông bình tĩnh đi. Nếu như ông muốn tin hay không tin gì đó thì bây giờ tôi nói rồi ông về ông thực nghiệm. Bây giờ ông trở về trong nhà, hàng ngày con chó nó nằm ở đâu á, là thường thường nó nằm ngủ ở đâu đó, thì bây giờ ông nói là kiếm len ông đào lên đi, là cái chỗ đó nó có cái lọ vàng. Mà trước khi coi như là ông già của ông á chết á mà không có chối kịp, vì vậy cho nên mới đầu thai để con chó để mà nằm giữ cái đống vàng ở chỗ đó. Bây giờ ông nghe nó đống vàng, bắt đầu ông qua, ông bắt đầu ông sáng con mắt lên rồi. Bây giờ không còn giận nữa, không còn giận ông Cồ Đàm nữa. Quay trở lại bắt đầu về cái là thực nghiệm thử coi thật. Bây giờ cái chỗ mà con chó nó nằm co chỗ đó hen là nó giữ cái đống vàng đó. Vì vậy cho nên ông đào lên có một cái lọ vàng hết sức to thôi bác anh em với đồng đào. Cho nên bây giờ ông không còn giận nữa. Ông không còn giận nữa mà là ông tin tưởng coi như là lời của là ông Cồ Đàm. Ông Cồ Đàm coi như là như vậy, tất nhiên là ông nói thiệt rồi, phải không? Thưa cô bác anh em với đồng đào, bắt đầu ông đi thẳng đến Tịnh Xá Kỳ Hoàng. Nói dạ thưa ông Cồ Đàm, bây giờ tôi đã thực nghiệm chứng thật rõ ràng coi như là cái con chó nó nằm cái chỗ đó tôi đào được có đống vàng, thì Đức Phật mới cho biết đó là ông già của ông. Vì kiếp trước sang lẫn ích kỷ rít rống của mình một điếu không rồi, của người chút đỉnh cũng môi móc về,
bắt tôi tớ nặng nề công việc nhưng lương tiền keo kiệt không cho, làm bao nhiêu cũng bỏ kho, ai nghèo mà kệ không lo giúp giùm. Người giàu có lâm chung sau đó liền đầu thai làm chó trong nhà, tất nhiên là ông già của ông là ông tên ông Đô Đề. Nghe không? Thấy ai đến cũng sủa la ngày đêm, thường sợ người ta lấy đồ, lúc nào cũng ăn dơ ở bẩn, thường bị người đánh mắng không kiên. Khi đau chẳng có thuốc men, đến chừng chết chẳng ai thèm thất chôn. Vậy mà cũng chưa xong hết nghiệp, liền đầu thai làm kiếp bận cùng không? Như vậy thì bây giờ cuối cùng rồi đó là ông chuyển giả, ông mới quy y coi như là đến Đức Phật của bác anh em chân đạo, đây là thật sự. Vậy bây giờ trả lời cùng với đồng đạo Út Đèo đó, hổng bao giờ những người sang lẫn ích kỷ rít rống không bố thí không làm phước bo bo giữ của, là cái kiếp sau đó là sao? Kiếp sau thì bây giờ giống như là ông Đô Đề chứ sao? Thì đây coi như là một chuyện với chứng minh cho quý vị mình thấy rõ rồi, phải không? Vậy thì bây giờ những của cải tài sản mà chúng ta không giúp tới hen, thì trong khi đó là chúng ta tưởng đâu là mình giữ của còn của mình, nhưng mà thật sự ra cuối cùng rồi cái nào cái của mình là cái đó là mình bố thí giúp đỡ cho người ta là còn của mình. Còn cái nào mà mình giữ tới hen cho thấy mất nhưng không có mất, giữ tưởng còn nhưng thật không còn, mà của tiên mòn phước đức chẳng mòn sự còn mất do lòng thuận lựa. Cho nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta đó là trồng cây lành dị quả thơm tho, tuy không thấy mà sao không có mất. Nghĩa là cho không có mất, không thấy mà không mất, còn những cái nào mình giữ thấy mà cái đó là sao nó không còn ha. Vì vậy cho nên bây giờ qua cái mẫu chuyện như trên và đồng đạo coi như là để mà hỏi lên cái chuyện đó, thì bây giờ chúng tôi cũng trình bày qua nội dung chính thôi, còn cái nhiều đề tài nữa thì chúng tôi cũng xin hết ý và xin trả lại ý kiến cho đồng đạo dân chủ và ý kiến của toàn thể chư quý vị. Nếu có điều chi bằng thêm thì bài không có xin phép cho thông qua. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vừa qua thì dân chủ đã hỏi qua một cái chủ đề để vừa qua. Thứ đến là có một vị đồng đạo chị Năm ở dưới chỉ hỏi có hai câu mà chị nói chị không hiểu, mà nhờ chị kêu chị lên đây cầm bi chô, chị nói chị không rút, chị cầm không có được. Nhờ hỏi dùm cho chị là hai câu thắc mắc trong đời chị nhất. Nếu mà giải cho chị nghe được là chị tu là có hồn quang liền. Chị hỏi như thế này nè: chừng nào thầy lại gia chung thì trong bổn đạo bóng tùng hữu tre. Mà hỏi là chừng nào thầy lại gia chung, gia là nhà rồi, chung là cái nhà ở Trung Quốc ở đâu, thấy không? Rồi bóng tùng hữu tre, mà cái bo cây tùng thì chỉ nói cây tùng có chút thiếu mà sao hữu tre hết cái tín đồ được. Thành ra cho nên đệ phải giải quyết làm sao mà chừng nào thầy lại gia chung mà về đâu, về Trung Quốc hay gì ở đâu. Rồi cái bóng tùng bổ tre, hai cái này để giải cho nó rõ cho bởi chị nghe rồi chị tin tưởng tu còn hơn hồi đó nữa. Cảm ơn kính cảm ơn đồng đệ đạo đồng giải đáp cho toàn thể cô bác và chú quý vị cùng thỉnh ý chung, thành thật ghi ơn này. Quý vị ủng hộ cho dân chủ chào phát tay cho chị quý vị. Chị Năm thì thông gia với đồng đạo Tùng ở đây và cũng có ít khi coi như là gặp chị, nhưng hôm nay đồng đạo nêu lên trong hai câu giảng của tổ thầy, trong hai câu giảng đó là chừng nào thầy lại gia trung thì trong bổn đạo bóng tùng phủ che, chất dân còn tiếc lụa the, chẳng làm phước thiện quả e đến mình, hết dục rồi lại đến dinh, nghe không thì cũng mặc tình thế gian. Mà đồng đạo chỉ hỏi hai câu đó là chừng nào thầy lại gia chung, là chừng nào mà thầy lại gia chung. Rồi đồng đạo hỏi với chung đó là gia chung, gia là nhà, chung là Trung Quốc, là cái nhà ở bên Trung Quốc hay gì? Thưa cô bác anh em chứ đồng đạo, không phải. Ở đây coi như là chừng nào thầy lại gia chung là hai câu giảng này được trích trong cái bài Từ Giả Làng Nhân Nghĩa, cô bác anh em chứ đồng đạo. Bài Từ Giả Làng Nhân Nghĩa này Đức Thầy viết ở tại gia đình ông Hương Bộ Thạnh vào ngày rằm tháng 6 năm 1940, mà đồng đạo nêu lên trong hai câu để cho chúng ta bàn. Vậy thì bây giờ chừng nào thầy lại gia chung là Đức Thầy đã tiên tri và nói với cái ông Biện Đài này: chú Biện, tôi nói cho ông biết nha, trong thời gian tôi sẽ vắng mặt, mà thời gian tôi vắng mặt là toàn thể đồng đạo không biết tôi ở đâu cả. Nhưng mà ngày tôi về đó, thì cái ngày tôi về chính là cái ngày tôi về ngay ở tổ đình, chứ không có về đâu hết nha. Ông đừng nghe người ta đồn là về bên Đông, về bên Nam, về bên Tây, về bên Bắc, đó là những cái tiếng đồn của người ta thôi nha. Rồi bây giờ coi như ông Biện Đại ông nói: dạ thưa thầy,
thầy nói gì bây giờ, thầy chừng nào thầy về? Cái Đức Thầy mới trả lời anh chị Năm. Đức Thầy mới nói á, bây giờ nước còn ngược còn xuôi, dân á, là còn dày còn khát, tháng 5 tháng 6 nước xuôi thầy về. Quá các anh em trường đạo, tháng 5 tháng 6 nước xuôi thầy về. Bây giờ quý vị mình thấy toàn thể coi như là ở trên quả địa cầu châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, châu Úc, các nước giờ có xuôi chưa? Có chưa? Nước chưa xuôi sao thầy về được? Chừng nào các nước mà nó xuôi nó chứ không phải nước rồng nước lớn mà nước xuôi. Chừng nào nước xuôi thầy về là tất cả các nước thì xuôi tay hết, bó tay phủ phục hết, thầy mới về. Không. Nhưng mà bây giờ có nhiều đồng đạo á mới nghi vấn. Nghi vấn bây giờ trong khi đó coi như là thầy là đi về bên đông, bên đông, bên đông, bên nam, bên tây, bên bắc. Thời gian bắt đầu cái nó thầy về. Thời gian bắt đầu có nói thầy về đâu bên chợ cui đó. Không. Cho nên bắt đầu mới chạy theo, không? Thưa cô bác anh em với đồng đạo, cho nên là người ta mới chạy theo coi như là ông đạo bên chợ cui, chạy theo bên đạo ông đạo trên Ba Dầu ở trên đạo Dùng ở trên á. Chạy theo ông đạo bên chợ cui đó chạy làm sao? Viết lên câu bốn câu thơ à. Hồi xưa thọ nạn đốc vàng, tất nhiên là ngày 25 tháng 2 nhuận năm Đinh Hợi, thọ nạn ở đốc vàng. Ngày nay trở lại tại làng chợ cui á. Lê dân chớ khá dễ vui, chừng sau biết được khóc mùi như mưa ha. Tất nhiên bây giờ thấy vậy bắt đầu mới chạy về bệnh. Cô bác anh em dân đạo tưởng thay dế quá không à. Rồi bây giờ coi như là có cái đoạn đó nữa. Bây giờ Đức Thầy nói bây giờ ít lâu ta cũng trở về phiên phùng bổn đạo, chớ hề lãng sao chị lòng chớ khá đúng nao. Từ đây nhân vật mòn hao lần lần đó là thầy. Thầy nói tiên tri cho mình Đức Thầy như là thời gian thầy trở lại. Vậy đó mà ta cũng nghĩ là á vậy. Rồi người ta xưng bắt đầu người ta mới nêu lên. Ta cũng viết là ná giống như thầy vậy đó, là ít lâu tôi cũng trở về, rao trong bổn đạo bốn bề đặng hay. Thầy về bằng chiếc máy bay, từ bên đó là cõi Phật mà về đây mấy hồi. Quý vị mình thử nghĩ thầy mà về bằng chiếc máy bay, Đức Thầy có như là Đức Thầy về đằng dân đến tỉnh Gò Công mà thầy có như là có thần thông, phải không? Mà cái này là tiên tri là sau này thầy về bằng chiếc máy bay, từ bên cái cõi Phật mà về đây mấy hầu, đức nhiên cõi Phật mà có máy bay mà về đây nhưng đâu mà vậy mà cũng tin nữa nha, cũng tin nữa không vậy đó. Bây giờ cũng có số chạy theo theo đó cô bác anh em nhân đạo. Bây giờ cũng có số bây giờ ta viết cái gì đó mà cũng chạy theo nó đi, viết sao viết á là muốn leo lên hái trái gòn, sợ gai đâm bụng nên còn hồ nghi. Cái gã em vợ cái anh ghế sầu bi, cung đàn lỗ nhịp tì tí 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 tì. Cái hỏi ông mà chứ gã cái em vợ mà anh ghế sầu bi có liên quan gì với anh ghế không? Mà sầu bi ông nói cái này thiên cơ bất khả lậu à, không thể nói được. Nhưng mà vậy đó mà cũng nghe nữa, cũng tin theo nữa. Cái chỗ này có đúng không? Vậy thì bây giờ cái câu này Đức Thầy nói là chừng nào thầy lại gia chung. Tất nhiên là thầy về, tất nhiên là không có về đâu hết, quý vị đừng có nghe. Mà thầy về là về ngay cái tổ định nè, chứ không có đâu chân trời á. Cho nên kỳ đó coi như là ông Ba Bốn ở trên coi như là núi Tà Sư trở nó cô bác anh em trong đạo uống nước ách xích được đó. Đinh coi như là một tắc hen mà bỏ vô trong cái ly nước, chị hen bắt đầu bỏ vô sôi ụt hen tan ra nước hết. Và biểu diễn cho coi như là tín đồ biết, bắt đầu cầm nước như nào, bắt đầu uống ực. Bởi vì đinh nó mà bỏ vô mà trong khi đó là nước axit mới có thể là tan được, đó là chất sắt. Mà không biết là cái ảo thuật sao không biết nghe. Vậy đó mà ông cầm nước uống, cầm nước axit ông uống coi như là bình thường, không có chuyện gì xảy ra hết. Cô bác anh em với đồng đạo. Rồi bây giờ đồng đạo tín đồ nó thôi bây giờ vậy là ông thầy bây giờ hơi trân trọng kính mời ông bây giờ về tổ đình để mà chúng tôi chiêm ngưỡng. Nhưng mà lúc đó Đức Thầy có tiên tri rồi nghe chị Năm. Đức Thầy tiên tri nói bây giờ bất cứ sau này tôi vắng mặt, tôi nói cho ông cả biết nghe, sau này người ta xưng thần, xưng thánh, xưng Phật, mà xưng luôn cả tôi nữa nghe ông. Xưng luôn cả tôi nữa nghe. Nhưng mà tôi nói cho ông cả biết nghe, hãy ai có xưng đi hen là phải có sợ. Tôi nói cho ông cả biết sau này tôi về ngay đây nè. Về ngay đây là Đức Thầy chỉ cái ghế chàng kỹ ngay chân chỗ là tôi định. Tôi về đây chứ không có gì đâu trơn trời. Nhưng mà cái người nào mà á dị mà nói là tôi đó thì mời quý vị về ngồi cái ghế chàng kỹ này đi. Người nào mà có xứng đáng ngồi được cái ghế chàng kỹ này hen, nếu không phải là tôi hen là bị thiên lôi đã tự.
bị Thiên Lôi đánh liền. Cho nên cái ông ba bốn làm gì mà mời gì đó không dám. Uống nước ác xít thì được mà không gì dám đó ngậu. Sợ không dám. Không. Cái này là chừng nào thầy lại cho chung là Đức Thầy trở về coi như là ở tại tổ đình nghe chị Năm và tất cả đồng đạo mình. Mình đừng có nghe coi như là bưng qua chuyện này chuyện kia rồi đó nghe. Rồi lúc đó coi như là chúng ta tin lành, thấy không? Từ khi thọ nạn ở đốc vàng bổn đạo mà hồ quốc rất quan mang, kẻ nói thầy còn lo tu niệm người nghi thầy chết thức bất càng. Thương bế chúng sanh đâu đành chết mà mến vì sự nghiệp của Minh Hoàng. Đâu nở lìa trần về cực lạc mà quyết lòng chí nẻo ở một đàn. Như vậy thì bây giờ sau này Đức Thầy sẽ trở về các bác anh em dân đạo, mà về đó là gì? Đức Thầy tiên tri. Đức Thầy tiên tri ít lâu ta cũng trở về, khuyên cùng bổn đạo chớ hề lãng sao. Chỉ lần chớ khá núng nao, từ đây nhân vật mòn hao lần lần. Từ đây nhân vật mòn hao lần lần. Hoặc giả là Đức Thầy nói là nay thầy chịu lĩnh về Tây, tạm ngưng đạo đức ít ngày thầy quá, là Đức Thầy không có gì trở lại mà, phải không? Nhưng mà đồng đạo hỏi chứ bây giờ cái bóng tùng có ba lớn mà lại phủ che được. Đồng đạo hỏi cũng ngạc, phải không? Bóng tùng đức nhiên là cây tùng, mà cây tùng nó được ba lớn mà phủ che, mà phủ che cho mình được, phải không? Rồi bây giờ đây quý vị mình lắng lòng theo dõi mọi chuyện bên thầy gọn thôi. Bây giờ coi như lúc Đức Thầy ở tại tổ đình có lính kính hàng ngày bắt đầu nó gình Đức Thầy gình gình hoài. Bắt đầu cái ông Nguyễn Chi Diệp cùng với là ông đó là tư tựu động đảng thành tựu, nó dạ thưa thầy hiện bây giờ Đức Thầy thuyết pháp hàng ngày từ 9 từ 7 giờ đến 9 giờ như vậy đó, thì bây giờ lính kính đang theo dõi con sợ quá thầy. Cái Đức Thầy mới nói đó, tôi nói cho ông biết chừng người nào mà có đủ khả năng lấy cái bàn tay mà che đi được cái ánh nắng của mặt trời đó, thì cái người đó coi như là mới có thể coi như là làm cho cái đạo thầy là bị ảnh hưởng. Còn người nào không đủ khả năng đó thì bây giờ các ông đừng có lo nha, là khó làm cho hiền thánh lung lai chỉ tưới nước dung phân cây quý thôi, không có gì sợ hết. Rồi ông tư tổ mới nói dạ thưa thầy, mặc dầu thầy coi như là dân sắc lệnh của Đức Phật A Di Đà cũng như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để mà ra đời cứu độ cho chúng sanh, con rất là tin tưởng. Nhưng mà hiện giờ thầy thì không sao, nhưng mà giờ tất cả các tín đồ như với chúng con rồi bị cái hoàn cảnh gì rồi sao thầy? Bị cái hoàn cảnh như là nó pháp bó buộc bắt bớ rồi tù đài đủ cách chân, rồi bây giờ con phải như thế nào để mà chịu đựng nổi không? Đây là cái câu hỏi của mấy ông đó, thì chính mình đây. Rồi Đức Thầy mới nói bây giờ tôi nói cho các ông biết nha, tôi ra đời cứu độ cho chúng sanh là tôi tạo cho tất cả tín đồ của tôi một cây dù, là cây dù nha, mà trong cây dù nó có cán dù, cộng dù và câm dù. Nhưng mà cái cây dù này nè, người nào mà ở trong cây dù của tôi là tôi sẽ được coi như là để mà bảo hộ cho tất cả những cái người đó. Nhưng mà đặc biệt người nào mà không ở trong cây dù của tôi là không được sự che chở của tôi nha các ông. Không, cái đây là bóng tùng phủ che. Vậy thì bây giờ cây dù đó là gì? Cái cây dù đó là tròn như gì nè, tất nhiên là trong đó 8 điều răn cấm đó nghe chị nè, chị Năm. Ai mà giữ được 8 điều răn cấm tất nhiên là mình trở thành cây dù, là cộng dù, là cán dù. Còn nếu như chúng ta không giữ 8 điều răn cấm của Đức Thầy là chúng ta nằm ngoài cây dù thì Đức Thầy không có che chở được. Thấy không? Đó là bóng tùng phủ che, ai giữ được coi như là trong đó thì bây giờ không bao giờ coi như là có ảnh hưởng gì hết. Đó, giới lực vốn là nơi tá túc, khá nương theo chẳng phúc nào rời. Dù cho mưa nghiệp khắp trời, không làm ước ác được người trong hiền. Làm mình người tín đồ Phật giáo hòa hảo, su đi thế đấm và giữ 8 điều đăng cấm của Đức Thầy là chúng ta được bóng tùng phủ che, che hết. Bất cứ coi như là ở đây hay là ở các nước châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phúc, châu Âu, châu Úc, Đài Loan hay là tất cả các nước nào mà hãy giữ 8 điều răn cấm là bóng tùng phủ che hết, chứ đâu phải bóng tùng phủ che trên hòa hảo không, phải không? Rồi bắt đầu súng lên chảnh, mình viết lên đặng mà cho thầy nó là che mình, không phải gì đâu. Ở đây là bóng tùng khắp cả luôn, khắp cả hoàn cầu luôn nha chị Năm, chứ không phải là bóng tùng mà nhỏ ở đâu. À, vậy thì đây tất nhiên là ở đây là nếu mà chúng ta được vậy thì sau này đó là chừng nào thầy lại gia trung thì trong bổn đạo bóng tùng phủ che là người tu chúng ta, đó là người tu như thể bá tòng, nghe không? Ai ai cũng quý, cũng trông, cũng nhìn, tất nhiên là người tu sau này là quý lắm nha, tất nhiên là được cái chỗ là che chở của các bề trên hết, cô bác anh em đã. Thôi thì qua hai câu này chúng tôi trình bày đến đây cũng xin hết và xin trả lại cho chính chủ và ý kiến toàn thể chư quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hay không? À, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Vậy là bóng tùng phủ che và gia chung lỡ hòa hảo nha chị.
chứ không phải bên Trung Quốc. Thưa toàn thể chúng vị, giờ hai đề tài vừa xong, thứ đến là có một cái câu tiểu, cái chủ đề thứ ba là anh Tư này đặc biệt lắm, anh hỏi hai câu. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi xin hỏi thưa Phương bốn câu. Bốn câu như sau của lời của Đức Thầy. Đạo quỷ dương rất nhiều chi nhánh, thiên dương trần sớm chánh mới màu, để ngày sau đến việc thảm sầu, lắng nghe kỹ lời ta mất trước. Ý tôi muốn hỏi là cái đạo quỷ dương á, lớn hay nhỏ? Mà tại sao không kêu quỷ ma mà kêu quỷ dương? Hay là hai à, mà kêu thầy kêu mình chánh, mà chánh như thế nào? Nam mô A Di Đà Phật. Công nhận đồng đạo nêu lên hai câu này hết sức là chí lý của bác anh em dân đạo trong bốn câu giảng của Đức Thầy. Và trong bốn câu đó là đạo quỷ dương rất nhiều chi nhánh, thiên dương trần sớm tránh mới màu, để ngày sau đến việc thảm sầu, ráng nghe kỹ lời ta mất trước. Ha. Rồi đồng đạo mới hỏi bây giờ tại sao không kêu là quỷ ma, mà ở đây kêu danh từ là quỷ dương. Quỷ dương tất nhiên là nó là vua của cổ quỷ, có gì đâu. Mà vua của cổ quỷ tôi nói cho anh biết nghe, là Đức Thầy đã mở cửa. Có không? Đức Thầy nói là trời mở cửa đó là quỷ dương xuống thế. Mở cửa rồi cho xuống mà, đây là có lệnh mà. Quỷ dương có lệnh chứ không phải không có đâu. Vậy thì bây giờ đây là trời mở cửa quỷ dương xuống thế, nên ta mới ra tay cứu tế kẻ chúng sanh bệnh khổ quá chừng. Sao quỷ dương đi đứng nửa lần nha, đi đứng nửa lần thêm tên tuổi chúng sanh nó biết, làm đủ cách xuống lên tha thiết ở ngoài đường nó biết tên mình, tin thì cùng không thì cũng mặc tình cho ta lắm công trình dạy dỗ đó. Đây là có lệnh nghe chị Nam và tất cả đồng đạo mình biết nghe. Vậy thì bây giờ ở đây là hai câu này, bốn câu này được đồng đạo trích từ trong cái quyển tư của bác anh em chân đạo, tức là cái quyển Giác Mê Tâm Kệ. Mà cái quyển Giác Mê Tâm Kệ này Đức Thầy viết ở tại Tổ Đình vào ngày 20 tháng 9 năm 1939. Đức Thầy viết ở tại Tổ Đình có tất cả là 846 câu mà đồng đạo trích ra bốn câu cho chúng ta bàn. Rồi bây giờ đồng đạo mới nêu lên đó là trong đó là đạo quỷ dương rất nhiều chi nhánh, khuyên dương trần sớm tránh mới màu. Rồi bây giờ đồng đạo nói bây giờ mình tránh làm sao, làm sao tránh được như là thành phần quỷ dương. Giờ muốn tránh không? Chánh đọc thêm bốn câu nữa đi thì thấy liền, thấy nó liền, không? Bây giờ là bốn câu ngắt ngang đó, làm sao thấy nó? Đức Thầy nói hôm trước bắt đầu Đức Thầy mới giải thích thêm sau đó. Sao quỷ dương đi đứng nửa lần thêm tên tuổi chúng sanh nó biết ha. Bây giờ sao có sao đó hen, đạo quỷ dương rất nhiều chi nhánh, nguyên dương trần sớm chánh mới màu, để ngày sau đến việc thảm sầu, ráng nghe kỹ lời ta mất trước. Bắt đầu tới đây nó bắt đầu nó này gắn chánh nghe. Đức Thầy chỉ nè, thuyền chúng nó thẳng bườm chạy nước, đây là nó đó. Muốn tránh tất nhiên đừng có vô thiền của nó, chứ có gì đâu. Bây giờ thiền của nó là thẳng bườm chạy nước, tất nhiên là nó no gió thẳng bườm, tất nhiên là cái thời thế nó có, thấy không? Thẳng bườm chạy nước nhưng mà lọt ngoài khơi mới hết hò khoan. Tới chừng mà lọt ngoài khơi rồi bắt đầu lúc đó coi như là không có chỗ dựa đó, của bác anh em dân đỡ. Thì mới hết hò khoan bắt đầu tới nè, tới đây là tất nhiên tránh dùm cái đi. Tu mà ham cho được giàu sang đó, nó đó. Tu mà ham cho được giàu sang với quyền tước là tu dối thế. Rõ ràng trắng trợn như ban ngày vậy, còn gì nữa vậy? Phải không? Không. Tu mà ham chức này, ham chức kia đó hen. Bầu cho ông chức này, chức nọ đó hen, là coi chừng coi như là lọt xuống thiền của nó rồi đó. Mà mình không hay. Lọt xuống thiền của nó rồi. Thấy không? À, cho nên bây giờ ở đây là đạo quỷ dương rất nhiều chi nhánh. Bây giờ trở lại vấn đề mà chi nhánh cái nghe. Chi nhánh cái bắt đầu mình mới thấy rõ. Chi là cành, mà nhánh là trong cái thân nó sinh ra. Phải không tôi cầm? Thì nhánh ở đây là cái nhánh, tất nhiên là ở trong cái thân nó sinh ra gọi là nhánh, đúng không? Giải thích từ từ quý vị mình nghe đi thấy rõ hả? Thấy không? Mà chi đó là cành, mà nhánh tất nhiên là từ trong thân mình sanh ra. Như vậy mà cái nhánh nó từ trong thân nó sanh ra sao? Bây giờ trong cái thân nó sanh ra tất nhiên là cũng cái thân của Phật giáo Hòa Hảo.
chứ không có đâu lạ chân á. Cái thân của Phật giáo Hòa Hảo mà nó đâm ra cái nhánh là cái nhánh khác bị ghét. Đâm ra nhánh khác nó bị ghét. Thấy không? Bây giờ đồng đạo tiếp kìa, thấy không? Vậy chứ đi ghép bông trang mới ghép này kia rồi đó hen, là cây bông trang bông này mà nó ghép lại cây bông khác nó ghép được. Các bác anh em dân đạo, nhưng mà nó có một cái gì quý vị mình lưu ý nghe, lưu ý chỗ này chút xíu. Cái cây đó mà nó đâm lên nó thẳng đọt đó hen là kêu cái cây, kêu sợi dây, đúng không? Tới chừng mà khi coi như người ta coi như là khách để cho coi như nó đâm nhánh ra đó, là quý vị mình biết là cái nhánh đó nhánh gì không? Hả? Ai nói chúng coi? Nhánh gì? Hãy cái cây nó thẳng lên bất ngờ là cái cây, cái đỏ mà nó đâm ra nhánh là kêu nhánh ác. Thôi có nhánh ác ha. Không. Cái cây mà nó đâm lên tất nhiên là cái cây của Phật giáo Hòa Hảo cũng như là tròn trịa vậy đó, mà hãy nó đâm nhánh ra là cái nhánh là nhánh ác không à. Các anh em dùng thầm vậy thì bây giờ đạo quỷ dương rất nhiều chi nhánh, mà hãy nó đâm nhánh tất nhiên là nhánh ác à, không có gì chứ. Tháo qua đây trời cũng nhánh ác à. Ừ, nhánh ác luôn. Vậy thì bây giờ ở nơi đây đạo quỷ dương rất nhiều chi nhánh thiên dương trần sống tránh mới màu. Tất nhiên là chúng ta thấy cái điều đó thì tránh dùm cái đi cô bác anh em chứ không đạo. Còn mình nếu chúng ta không tránh là dướng vô trong đó rồi đấy nghe, là nguy hiểm. Nó nguy hiểm lắm cô bác anh em chứ không đọc. Tại vì lúc đó coi như là Đức Thầy mới nói với ông Hương Hào Thủy, nơi này ông Hương Hào, trong thời gian tôi vắng mặt, ông nên biết đó, là sau này cái tà nó đạo, tà đạo nó mạnh lắm nghe ông. Cái Hương Hào mới nói dạ thưa thầy, mà nếu như thầy nói là tà đạo nó mạnh như vậy đó thì bây giờ tín đồ phải theo hết nó sao thầy? Cái thầy bắt đầu mới lấy tay dừng lại. Đức thầy nó không sao đâu ông, bây giờ tôi nói cho ông biết, mặc dù nó mạnh như vậy nhưng mà đối với cái người tu chân thật rồi đó là không bao giờ ai mà quyến dụ được. Thì ông Hưng Hào mới hỏi dạ thưa thầy, sao thầy không để lại cái tín hiệu gì cho tất cả các con biết về tín đồ biết, đặng mà có những cái tín hiệu đó đặng mà ta theo, đặng mà đừng có làm lãng với ta. Cái Hương Hào mới trả lời nó, tôi nói cho ông biết nghe, tôi mà để lại một cái tín hiệu nào tôi có thì bây giờ tà đạo nó cũng có giống như tôi, giống hết. Cái Đức Thầy nói, ông Hương Hào nói dạ thưa thầy, vậy bây giờ nếu mà thầy để lại cái tín hiệu nào thầy có thì bây giờ cái tà nó cũng có, vậy bây giờ làm sao phân biệt được coi như là tà chánh thầy? Rồi giờ thầy coi như là có thần thông pháp thuật mà thầy sao mà trong khi đó không tiêu diệt nó hết đi, đặng cho nó đừng coi như là nó lộng hành để mà chánh đạo Đức Thầy được phổ biến. Cái Đức Thầy mới trả lời nói cùng với Hương Hào, nói tôi nói cho ông biết nghe, nhờ tà đạo nó mạnh như vậy mới biết được cái đạo của tôi, người nào trung kiên, người nào hết lòng đối với tôi. Cô bác anh em chưa đồng đạo, nhờ nó mạnh, nghe không? Đức Thầy coi như là cho biết là nhờ tà đạo nó mạnh như vậy đó mà mới biết được người tín đồ ai là người trung kiên, ai là người hết lòng đối với đạo của thầy. Bây giờ mình thử nghĩ cô Út Đèo với quý vị mình nghĩ được có không? Bây giờ coi như là trong cái số đó, bây giờ trong khi đó người ta theo không thể tưởng tượng được, nghe không? Còn người coi như là chân chánh bây giờ còn được bao nhiêu người? Hả? Quý vị mình thấy có không? Có đúng không tôi cộng? Đúng vậy đó. Rồi bây giờ ông Hương Hào mới nói dạ thưa thầy, như vậy thì bây giờ sau này coi như là cái thành phần tà như vậy đó, bây giờ đó đến cái thời kỳ sau đó thì thầy cho biết coi bây giờ cái vị trí nó ở đâu, cái người chủ môn đó ở đâu để con biết, coi như là trong khi đó để mà con tránh. Cái Đức Thầy mới trả lời cùng Hương Hào, tôi nói cho ông biết trong hàng ngũ Phật giáo Hòa Hảo chúng tôi có trong đó đó. Người thấy nổi ốc chưa? Đức Thầy nói cho ông Hương Hào nó là trong hàng ngũ Phật giáo Hòa Hảo có ở trong đó đó, chứ không có đâu xa lạ chứ. Cái này là nguy hiểm phải không? Thưa cô bác anh em chứ đồng đạo, thì đó là
Qua câu này là đạo quỷ dương rất nhiều chi nhánh, khuyên dương trần sớm tránh mới màu, để ngày sau đến việc thảm sầu, ráng nghe kỹ lời ta mách trước. Thưa cô bác anh em dân đạo, vậy thì bây giờ nơi đây coi như là qua đoạn này Đức Thầy có căn dặn không cô bác anh em dân đạo? Có, đây Đức Thầy nói đây, Đức Thầy cho chúng ta biết là phải lựa cho phải kèo xua danh mộc, đừng để làm thợ khéo sơn gia thì sau này đến lúc phong ba dông gió lớn cột kèo khỏi gại. Không, thưa chứ quý vị, vậy thì bây giờ quý vị coi như là cũng cố gắng nghe, cố gắng để mà chúng ta theo dõi qua cái cuộc hành trình và cái đạo pháp, để chúng ta coi như là giữ đạo chờ thầy, nghĩa là đừng coi như là ham linh ham nghiệm mà sợ e ma nghèo, mà lựa cho phải cột phải kèo phải dây phải dế mà theo kẻo lầm của bác anh em chứ đồng đào. Thôi thì qua đoạn này chúng tôi trình bày đến đây cũng xin hết ý và xin trả lại cho vấn chủ và ý kiến toàn thể chư quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Nhưng mà không có hiểu câu làm sao. Bây giờ nhà chúng tôi nói nghĩa vậy nha. Alo. Bây giờ lúc mình gãy nhiều sâu bọ rồi ngẩn ngơ hỏi giống hay sao? Rồi giờ chị Nam hỏi nhiêu thôi. Còn gì nữa không? Thôi nhiêu mà. Vậy đó. Cái đó là mình tiếp tục cái đạo rồi luôn. Thôi bây giờ cái đề tài này là đề tài thứ tư rồi đó, thì chắc có lẽ là kết thúc trong chương trình để trao đổi Phật pháp. Thì đồng đạo nêu lên trong hai câu giảng của tổ thầy, đây là cái phương pháp hành đạo của mình nha. Thưa cô bác anh em chứ đồng đạo, bây giờ đồng đạo mới nêu lên trong hai câu giảng, lúc trồng rẫy đuổi nhiều sâu bọ, rồi ngẩn ngơ bỏ giống hai sao, nấu lọc rành mới biết vàng thao, ai thật tánh ai người giả đạo. Bây giờ đồng đạo mới nêu lên trong hai câu chúng tôi được biết là được trích trong bài Sa Đéc. Bài Sa Đéc đó là Đức Thầy đã viết ở tại Sa Đéc vào ngày rằm tháng 4 năm Canh Thìn năm 1940, và có tất cả là 172 câu mà đồng đạo trích ra hai câu cho chúng ta bàn. Bây giờ đồng đạo mới nêu lên hỏi cái ý này, lúc trồng rẫy đuổi nhiều sâu bọ, rồi ngẩn ngơ bỏ giống hay sao? Thưa cô bác anh em với đồng đạo, rồi bây giờ có những đoạn khác Đức Thầy cũng đề cập đến vấn đề sâu bọ, như Đức Thầy nói là giết cho sạch những lầu sâu bọ, giống hại người lúc bỏ để trồng, cũng nói vấn đề sâu bọ à chị Năm, không giết cho sạch nó những lầu sâu bọ. Có chỗ khác Đức Thầy nói là lầu độc địa tôn trừ dứt nọc nữa. Không, cái lầu này coi như là không chừa, không để đó. Vậy thì bây giờ qua câu này đó là bây giờ lúc trồng rẫy đuổi nhiều sâu bọ, rồi ngẩn ngơ bỏ giống hay sao? Bây giờ trồng rẫy, bây giờ lúc trồng rẫy là lúc gì cô bác anh em chứ đồng đạo? Vậy thì bây giờ chúng ta đang trồng rẫy này chị Nam. Bây giờ trồng rẫy tất nhiên là chúng ta xuống vụ, mà ta là cư sĩ canh điền, lo nghề cày cuốc cũng chuyên tu hành. Bây giờ chúng ta đang xuống rẫy, đang trồng rẫy, đang coi như là xuống vụ này. Mà cái vụ này không phải là 3 tháng, 4 tháng, mà cái vụ này coi như là cả cuộc đời của mình, là câu niệm Phật chờ ngày chung cuộc. Không, cái vụ này có lâu lắm. Nhưng mà bây giờ coi như là trồng rẫy đó là trồng gì, cái giống gì của bác anh em chứ đồng đạo? Thôi giờ nói cho nó mau đi, Đức Thầy nói là phải hợp tác gieo trồng giống quý. Đây là cái giống quý vậy, phải không? Gieo trồng giống quý, mà giống quý này là hạp mùa tiết, giống kia bất luận thải một mầm chỗ lá mới màu, là bắt đầu nó đâm chồi nảy tược. Mà cái cây gì mà đâm chồi nảy tược, thôi nói cho nó mau đi, đó là cái cây bồ đề. Cô bác anh em trường đạo, cây bồ đề mà chúng ta đang gieo giống nè, đang trồng nè, là cái trồng rẫy nè. Bây giờ cây bồ đề Đức Thầy cho chúng ta biết là chí toàn gieo giống bồ đề, tất nhiên là đây là cái giống này. Không, gieo giống bồ đề, kiếm người lương thiện dắt về Tây Phan, đó là chúng ta trồng rẫy. Mà bây giờ đang trồng cái cây bồ đề, bắt đầu nó đã lên rồi, nó đã coi như là có nhánh có cây rồi, bây giờ phải coi chừng sâu bọ, phải không? Tại vì bây giờ là lúc trồng rẫy đủ nhiều sâu bọ, mà cái cây bồ đề đã đâm chồi nảy tược rồi, đã lên rồi, mà phải coi chừng bị anh coi như là anh chọc phá. Bây giờ là sâu là bọ, mà sâu bọ rồi bắt đầu là trong khi nó ăn rồi, cái cây bồ đề nó rụi mịa trơn trọi, hỏi chứ còn gì bồ đề nữa cô bác anh em trần đạo. Bây giờ trở thành là cái cây bả đậu rồi, chứ không còn là bồ đề nữa, hiểu không? Vậy thì bây giờ ở nơi đây chúng ta trồng cây bồ đề là chúng ta phải chăm sóc. Mà chăm sóc đó là coi chừng gì? Coi chừng sâu bọ. Mà sâu bọ nó coi chừng bằng cách làm sao? Thì đây là Đức Thầy giới thiệu cho chúng ta biết trong bài Diệu Pháp Quang Minh, đó là ai coi qua. Sao đó?
ai coi qua xin đừng bỏ lãng, là câu giáo lý Đức Thầy đó. Rồi gắn gì? Gắn công trình vạch lá tìm sâu. Bây giờ phải vạch lá tìm sâu nha, tìm sâu bỏ nó mới được. Vậy thì bây giờ ai coi qua xin đừng bỏ lãng, tất nhiên là giáo lý của Đức Thầy đó là gắn công trình vạch lá tìm sâu. Bây giờ vạch lá tìm sâu không phải là tìm sâu keo, sâu xanh, sâu là đục thân này kia, hay sâu vé bồ đó nghe, không phải. Mà sâu đây tất nhiên là cái tâm của mình coi như là có con sâu ở trong của bác anh em chứ thằng đạo, thấy không? Bây giờ cái con ở trong tâm của mình bây giờ nó có sâu gì? Bây giờ trong khi đó cái con sâu đục thân nè, cái con sâu làm cho cái con người chúng ta coi như là bị ảnh hưởng rất nhiều về cái con đường tu của mình, tôi bác anh em trong đạo. Nhưng mà bây giờ đưa lên hai cái phương pháp. Một là con sâu, hai là con bọ. Mà lúc chồng rẫy rủi nhiều sâu bọ, bây giờ coi chừng con sâu mà coi chừng con bọ. Mà con sâu đó là gì? Bây giờ con sâu tất nhiên là nó là thuộc về cái dụng tướng bên ngoài, là chúng ta thấy ví dụ như sâu đo, sâu xanh, sâu keo gì đấy hen, là chúng ta dạch ra là thấy cái ông ngồi đó đó hen, ông chồng rẫy ông biết hen, chồng vườn nó biết hen, là con nào con sâu là chúng ta dạch nó thấy. Còn con bọ đó, con bọ đây là quý vị nhìn lẳng là chồng dưa chồng này kia rồi đó hen, là cái con bọ thường thường nó nằm ở đâu? Nó nằm ở đọt dưa hấu á, ở đọt bí đao á, đọt dưa leo á, là cái cặp mắt của mình hen, là khoảng cỡ chừng 40 tuổi trở lên đó, là nhìn con bọ không bao giờ thấy, không bao giờ thấy. Mà cái người nào mà thấy tất nhiên là cái con bọ đó hen, khi mà nó ăn nó là tàn phá đầu, bắt đầu cái khi mà cái cây dưa đó nó không còn được tốt nữa, bắt đầu nó thụng đầu đó hen, ta kêu gọi là dưa bắn bay bay. Cái này là tiêu rồi, cái này là nó là tiêu rồi, tất nhiên nó là bị bỏ thôi. Bây giờ để trở lại bình lý nha, cái con sâu đó là gì chị Năm? Uống rượu nè, cờ bạc nè, áp huyện nè, chơi bời theo đằng điếm nè, cái này là con sâu, phải không? Uống rượu say xỉn đi ngoài đường ta biết rồi, tất nhiên là con sâu keo, nghe không? Cờ bạc bắt đầu vô đánh cờ, đánh bài, đánh bạc đó hen, thì bây giờ trong khi đó ta thấy ông ngồi vô trong bạc là ta biết rồi, tại vì hình tướng mà là con sâu, nghe không? Uống rượu cờ bạc áo huyện hút sách này kia rồi đó hen, rồi vô đàn xanh đàn đỏ quán chớp 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 này kia đó hen, thì cái này là con sâu ta thấy, ta biết, nghe không? Đó là lúc trồng cây đuổi nhiều sâu bỏ. Bây giờ lúc như là trồng cây bồ đề mà thử hỏi vô trong đó thử coi, bây giờ cái cây bồ đề mình bị héo không biết, vô đó là bị héo, thấy không? Đó là sâu. Nhưng mà có cái con bọ không thấy nghe, cái con bọ này nó ngặt dữ lắm. Cái con bọ tất nhiên là không ai thấy, mà mình trong khi đó coi như là cái tư tưởng mình khởi lên thôi, có ai thấy được đâu chị Năm về đồng đạo mình, có ai thấy không? Phải không đồng đạo Úc? Không ai thấy chân á. Như vậy thì bây giờ cái tư tưởng của chúng ta nó thuộc về là con bọ. Mà con bọ tất nhiên là cái tâm tà, mà tâm tà đó chỉ cho cái vọng tâm. Cho nên cái tâm tà của mình đó hen, là tâm tà mình mới vừa khởi lên rồi đó hen, là vọng trần vừa mới thắng ngang trận ngay, chứ để lan tràn trong tâm là cái tâm tà của mình không ai thấy. Cho nên khi mình khởi tâm lên có ai đâu biết đâu là con bọ không ạ? Nhưng mà con bọ này nó là chứa chắc, ví dụ như bây giờ trong cái đọt dưa leo nó ở, nó tích trữ ở lâu ngày nó hen, là cái đọt dưa leo phải bắn bay bay. Còn cái tâm tà của mình nó chứa chắc ở trong tư tưởng của mình nó lâu ngày đó, nó trở thành gì? Ý nghĩ xấu kéo dài bao độ, thì hành động tà càng lộ bấy nhiêu chứ có gì đâu, phải không? Vậy thì bây giờ cái ý nghĩ xấu của mình đó là con bọ. Mà ý nghĩ xấu kéo dài bao độ, hành động tà càng lộ bấy nhiêu, hiểu rồi cương quyết trừ tiêu, cho nên tha thứ nuông chiều vọng tâm. Mà tâm vọng nếu chẳng làm yên lặng, ví dụ ngồi bên cạnh Phật Đà cũng không hề được thấy ra, bị tâm vọng nó làm lòa mắt đi. Tâm vọng rất là nguy hạnh đức, người tu hành chưa dứt vọng tâm như ông rắn độc mà nằm thân kia, chẳng biết quả lâm lúc nào. Thì tâm vọng dứt mới vào cửa Phật, tâm vọng còn có nhập niết bàn, vọng tâm là gốc mê man chúng sanh, vì nó sao đàn chuyển linh. Cho nên bây giờ gốc tâm vọng do nơi cảm nhiễm thói quen ưa đã chiếm trong lòng, lúc nào cũng muốn cũng mong thân kia, trong tâm chẳng có vắng không lúc nào. Thường vì bởi ước ao thèm khát, nhiều khi gây thành gấp thành giấc chim bao, lỗi lầm lúc thức phạm vào, đến khi ngủ cũng chim bao lỗi lầm. Cho nên bây giờ nó thuộc về con bọ, ban ngày coi như là nó cũng tư tưởng, ban đêm nó cũng tư tưởng, nó nằm một mình nó cũng tư tưởng. Cái này con bọ ai đâu mà thấy, mà tới chừng thấy được rồi đó hen, thì tới chừng biết được thì đi xa quá đổi, không quyết tâm khó nổi hoài về, bình tĩnh ra đánh phá giấc mê để thưởng thức bồ đề thật cảnh đó.
Vì vậy cho nên bây giờ đó Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết lúc chồng để rủi nhiều sâu bọ. Tất nhiên bây giờ bị cái hoàn cảnh con sâu đó, bị hoàn cảnh con bọ đó, thì rồi bây giờ chúng ta ngẩn ngơ bỏ giống hay sao? Bây giờ lỡ làm gì bây giờ chúng ta bỏ không? Thôi thì bây giờ đó, nếu như ai là người tu trong thời gian trước mà bị vấn đề con sâu con bọ cản trở đường tu của mình, làm cho mình bị ngã mặn, làm cho mình bị thối tâm, làm cho mình trở lại con đường đời, làm cho mình không gần gũi đồng đạo, làm cho mình là bôi trai phá giới, thì đó là làm gãy bị thất. Mà khi đã làm gãy bị thất rồi, bây giờ yêu nghệ làm nữa, bây giờ coi như là thất trận này đánh trận khác. Phải biết bao vị thánh hiền thở trước buổi ban sơ bị trượt liên miên, nhưng trượt rồi cố đứng dậy liền, do nơi đó được nên đạo cả. Này nếu có người tu bị ngã hãy mau chân bưng bả đứng lên, tuy hư mà cố sửa thì nên như nhiều bậc thánh hiền ngày trước. Vậy thì bây giờ là ngồi gắn ngơi bỏ giống hay sao? Mình đã có giống rồi, bây giờ lỡ thất đợt này mình mần đợt khác nữa, ba ông đúng không? Mình phải mần nữa, mần hoài cô bác anh em. Nhưng đợt này thất coi như là thất mùa, thất giá, thì mần đợt sau hy vọng mình cũng phải là có trúng một đợt chứ, để gì không trúng, đúng không? Làm gì mà không trúng được? Như vậy thì bây giờ Đức Thầy ở cho chúng ta đừng ngẩn ngơ bỏ giống, bây giờ cố gắng giữ cái giống đi, giữ cái giống đi. Bây giờ nếu mà chúng ta còn giống, tất nhiên là chúng ta coi như là có ngày hy vọng, không có ngày hy vọng à. Chứ còn mình bỏ giống rồi là tiêu, phải không? Vậy thì bây giờ giống của mình đó là giống gì? Tất nhiên là cái giống chúng ta đó là giống nồi thiệt cốt rồng tiên, mà nay lạc mất gương hiền nơi đâu, hoặc giả là giống hiền như thể gieo bông nhĩ đơm thơm hức màu hồng xê sang. Đó là cái giống của mình được cơ bác anh em, là giống mình coi như là dân ta dòng giống tiên bang, chứ đâu có giống ngổ ngang hung sụng. Thì cái giống này được Đức Thầy gieo trồng lại năm 1939 rồi, thì bây giờ mình coi như là lúc đó bây giờ mình nảy nở năm tược rồi, thì bây giờ mình phải hả, phải dùng phần tự nước của bác anh em dòng đạo. Đó là Đức Thầy cho chúng ta biết giống hiền xưa bây giờ mới tỉa, dốc chờ ngày bông chỗ thơm tho. Cái giống này nè, thấy không? Đừng ngớ ngơ bỏ giống hay sao? Mình đã có giống rồi, Đức Thầy đã gieo rồi, mình đã lên rồi, bây giờ lỡ thụng đầu bị sâu bọ đi chăng nữa thì bây giờ cũng cố gắng coi như là mà có cái cơ hội mưa tới heo là cũng phải là phát sinh cơ bác anh em dân đạo. Hạt mùa tiết giống kia bất lận thấy một mầm chỗ lá mới màu, không bỏ giống nhất định coi như là cái giống này đó là phải gieo. Còn cái giống mà chúng ta không gieo phải bỏ giống tiệt nọc cái heo là lòi độc địa tôn trừ dứt nọc heo. Cái giống này không nên, không là cái giống này không có nên đó là chưa. Rồi cái giống này đâu còn cái giống gì nữa biết không? Không nên gieo đó. Là cái giống này đó là từ nay trong nước Nam ta đó hen, thề rằng chẳng chịu mà đẻ ra cái giống này nữa. Cái giống đó là không có chịu đẻ ra nữa, giống nó bỏ luôn. Cái giống đó là bị lai rồi, thì bây giờ bỏ cái giống đó mà có giống đạo. Tất nhiên là bây giờ chúng ta phải phát huy của bác anh em nhìn nào, phải giống đạo giống đi. Thưa quý vị, thôi thì chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn cùng tất cả chứ quý vị. Và đề tài cuối cùng của chị Năm đó là nêu lên để mà nói qua cái phương pháp của tu hành của chúng ta đó, thì chúng ta coi như là cần phải cố gắng giữ đạo trợ thầy. Nếu như chúng ta giữ đạo trợ thầy thì bây giờ chúng ta lỡ coi như là xa cơ thất thế gì đó, chúng ta cũng cố gắng giữ nha, cố gắng giữ. Giống như hai cái ông đó mà đua xe đạp với cô bác anh em dân đạo, mà tới chừng gần tới đến đích rồi bắt đầu cái xe ông xúc bánh đi. Bây giờ ông lỡ xe xúc bánh rồi, bây giờ mình bỏ cuộc sao phải không? Không bỏ cuộc, mà bây giờ coi như là ông dắt chiếc xe ông chạy bộ luôn, vậy mà cũng được hạng nhì hạng ba, không? Mình bây giờ không bỏ cuộc, bây giờ nhất định coi như là đi tới mục đích thôi. Thì bây giờ lỡ coi như là dọc đường mà có gì đó thì cũng cố gắng tôi bác anh em dừng đạo. Như vậy tất nhiên là chúng ta không bỏ cuộc phải không? Không bỏ cuộc. Thôi thì chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn cùng tất cả chị quý vị ủng hộ cho chương trình trao đổi giáo lý để suốt trên dưới một tiếng đồng hồ. Và nơi gia đình đồng đạo Tùng năm nay coi như là được phát huy tinh thần đạo hạnh gì, chúng tôi cũng hết sức là rất mừng, người riêng bản thân chúng tôi và tất cả chị quý vị cũng mừng hen. Tất nhiên là cái đạo được phát sinh sôi nảy nở trong cái làng đạo của mình. Thôi thì chúng tôi cũng xin một lần nữa chân thành cảm ơn gia đình đồng đạo Tùng để tạo ra cái điều kiện để chúng ta trao đổi Phật pháp, và xin chân thành cảm ơn cùng toàn thể quý cô bác anh chị em đồng đạo chúng ta hợp tác lại để chúng ta truyền bá giáo lý. Và trong cái thời gian truyền bá giáo lý này, nếu có điều chi có phước duyên công đức thì chúng tôi cũng xin đề nghị cùng tất cả cô bác anh chị em đồng đạo chúng ta hợp tác lại để tạo thành một món quà thanh thanh công đức để hồi hướng cho pháp giới chúng sinh, cầu nguyện cho kẻ âm được siêu, cầu nguyện cho người dương được thấy, cầu nguyện cho cửu quyền thất tạo, cầu nguyện cho hương linh người quá cố là đấng thân đồng đạo Tùng
hôm nay, được nương vào công đức này, hạnh lành này mà được nhẹ tích đường duyên và được sanh sang qua cõi Phật. Và chúng tôi cũng không quên cầu nguyện ân trên hậu ân tam bảo luôn luôn lúc nào cũng gia trì hộ độ cho tất cả chư quý vị thân khỏe tâm an và tu hành tinh tấn cho đến ngày thành công viên mãn. Đến đây xin hết. Nam mô A Di Đà Phật.